Chủ tịch Bình Dương sẽ nói chuyện trực tuyến với người dân vào tối mai ngày 15 tháng 9. Theo kế hoạch, ngày 15 tháng 9, Bình Dương sẽ trở về trạng thái bình thường mới. Vào lúc 20 giờ tối cùng ngày, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ có buổi trao đổi trực tuyến với người dân trên địa bàn. Tối ngày 14 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, theo kế hoạch vào khoảng 20 giờ tối mai ngày 15 tháng 9, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này sẽ có cuộc trao đổi trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế tỉnh Bình Dương trong trạng thái bình thường mới. Ngoài lãnh đạo tỉnh Bình Dương còn có sự tham gia của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Bình Dương. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương sẽ trao đổi với người dân về các nội dung như chiến lược phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phương án tổ chức lại sản xuất của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, các chính sách an sinh xã hội việc tổ chức năm học mới 2021 đến 2022. Theo kế hoạch vào ngày 15 tháng 9, Bình Dương sẽ trở về trạng thái bình thường mới. Theo đó, kế hoạch khôi phục kinh tế, xã hội sẽ được đưa ra trong buổi họp báo vào sáng ngày 15 tháng 9. Tính đến nay, Bình Dương đã có các địa phương vùng xanh toàn bộ gồm huyện Bắc Tân Uyên, Bào Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiến, thành phố Thủ Dầu Một và một phần thành phố Dị An. Như vậy, Bình Dương chỉ còn thế ích Tân Uyên và thành phố Thuận An thuộc vùng đỏ. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 162.847 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.461 ca tử vong và 119.300 bệnh nhân khỏi bệnh về nhà. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!